hello, mình uh, mến chào lại cả nhà nha. Hôm nay uh, cũng ngồi uống cà phê, cũng có vài câu hỏi. Um, có nhiều bạn xài um, OBS, tại vì um, OBS bây giờ thì <laughs> uh, nó hơi được nổi một tí, tại vì ai cũng thích cái background đẹp, ai cũng thích uh, uh, webcam uh, có thể chỉnh sửa thêm font thêm chữ này nọ. Thì thật sự mà nói uh, cái uh, trước cái thời mà năm 2000 á thì uh, Huy xài uh, Camtasia để mà chỉnh sửa webcam. Coi như là cũng là một cái thời gian stream trong cái đó là cái Facebook lúc đó nó cũng chưa ra nữa. Cho đến khi uh, sau này, sau này uh, lúc Facebook vừa ra mà cũng không có live streaming uh, online như bây giờ thì uh, mình cũng xài qua cái uh, Webcam Max để mà chỉnh sửa webcam sao cho nó rõ. Rồi tới thời đại sau này nữa cũng trước cái thời mà Facebook nó ra cái live stream tiếp thì bắt đầu chuyển qua Manycam. Camtasia thì uh, để làm phim làm hình, làm video này nọ nó càng ngày nó chuyên về hướng khác chứ không phải là chuyên về cái live streaming giống như là Webcam Max. Uh, hay là nha yeah. Rồi bây giờ nó có những cái mà cho những cái máy yếu Mấy cái máy thật yếu um, Ví dụ ít RAM hay là cái graphic card thật không mạnh thì nó có những cái chương trình giống như Sparkle Cam nó Rất là nhẹ nhàng cho những cái máy chụp hình, uh, máy chụp ảnh Canon này nọ nó cũng uh, Nếu mà có plugin, có driver này nọ, mình có thể dùng nó mình uh, uh, Streaming, chỉnh sửa background, thêm font, thêm chữ, thêm hình ảnh, thêm mấy cái effect vào rồi um, thời gian nó càng nó càng hiện đại nó càng tân tiến hơn thì bắt đầu uh, người ta xài là xài uh, như mình là mình xài qua cái uh, CyberLink YouCam à, hay là hay là um, để coi mình xem để thử tại bây giờ mình mở thử YouCam cho cả nhà mình xem YouCam hay là Screen Capture hay là Perfect Cam Yeah. Uh, những cái chương trình này thì nó hơi nặng một tí thật sự mà nói nó hơi nặng một tí như bây giờ cái ucam mình uh, có thể set up cái webcam của mình ở đâu xài webcam gì như hiện tại bây giờ mình đang mở manicam thì mình chọn cái manicam lên thì các bạn cũng thấy hình của mình okay. Um, trong cái manicam này, trong cái cái ucam này thì các bạn có thể chỉnh sửa effect giống như là um, obs ví dụ đó đây OK, um, hay là những cái lá bay này nọ, đèn đuốc lá bay tim bay này nọ nó cũng thật sự mà nói nó cũng uh, giống như những cái khác, những cái uh, OBS này nọ nhưng mà thằng uh, CyberLink thì nó đứng hàng đầu thế giới rồi về uh, multimedia, OK nó đứng hàng đầu thế giới. Um, cái uCam này mình có thể filter cho mặt của mình uh, ví dụ như uh, từ cái, cái 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 kiểu cái kiểu ok cái, cái effect của hình ảnh của webcam cho đến filter cho cái face có nghĩa là mình có thể trang điểm làm sao mà môi đỏ hơn mắt to hơn mi cong da mịn hơn những cái này là làm được hết những cái này là làm được hết luôn chứ không có cái nào mà không phải là một chương trình là hay nghĩa mình mình nghiên cứu từng chương trình một thì mình cảm thấy là cái ucam này rất là ổn Um, ngoài ra ucam này nó có thể uh, livestream trực tiếp facebook youtube nghe okay. um, các bạn nghĩ sao nếu mà mình hiện tại bây giờ mình đang xài cái uh, screen recorder Okay. cái này cũng livestream được uh, facebook và youtube mình đang dùng để mà mình record lại thôi ok để mà mình uh, chia sẻ rồi uh, obs rồi uh, you cam, rồi mình chưa nói tới là cái perfect cam rồi uh, thêm cái browser rồi tới manycam có nghĩa là mình có thể một máy mình livestream một lúc 10 account khác nhau và mỗi account năm chỗ khác nhau YouTube Twitch uh, Facebook vân vân và vân vân quan trọng là cái đường truyền của mình có chịu nổi hay không chứ không phải là máy mạnh là làm được, ok? cái đường truyền của mình có tải nổi một lúc đi hết tất cả nhiều đó account hay không? nhưng mà mình nghĩ tới năm account thì chạy ok, tại vì uh, um, tất cả những cái uh, uh, um, network á, nó cũng có một cái limit của nó, nó lên được 720 hay là 1080 hay là 4k hay là 2k thì uh, cũng phải xem thử coi coi uh, maximum của nó, limit của nó là bao nhiêu nếu mà mình thấy là ok nó chạy một mb một giây hay là hai mb một giây mà nó ổn <laughs> thì uh, như bên mình mình chạy tới 100 trăm mb cái đường upload đó nha mình đang nói cái đường upload không phải là cái đường download um, thì mình có thể chạy thoải mái <laughs> rồi cộng thêm cái video card nó chịu nổi và cái máy nhiều ram để mà nó hợp tác chung um, có nhiều người hỏi tại sao camera nó bị chậm lúc mà mình uh, thu âm hay là mình livestream bằng OBS thì nọ cái đơn giản <laughs> ai cũng muốn cái chất lượng cao nhất hết. Bây giờ cái webcam ở trong ở trên cái màn hình của cái laptop thường á là 720 là chuẩn. 720 là chuẩn chứ nó không được một uh, 1K đâu nó không được một uh, 1080. Ừm um, nhiều người thì uh, nghĩ là ok để 4K luôn là nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà nếu mà cái webcam của mình nó chỉ có 720 hay là 1K mà mình chơi 4K nó sẽ bị chậm, chữ nó chạy chậm, hình nó bị giật, bị chậm. Nha. Yeah. <laughs> Sorry. Cho nên cái mà hay nhất mình thấy nếu nó là 720 thì để 720, nếu là 1080 thì để 1080. Chứ đừng có tìm cách để mà kéo nó lên để cho nó đi chậm. Nó nặng quá thì nó phải đi chậm. Ok. Ở trong cái uh, trong cái settings của OBS nó cũng có mà. Nó cũng có như chỗ mà mình uh, mình vào video, hiện tại bây giờ mình chưa chia sẻ video. Nha. Yeah. Ở đây nó cũng có cho mình chỉnh. Thường các bạn đi 720 thôi là nó rõ rồi tại vì uh, YouTube YouTube nó không nhận ha, qua 720. Cho nên cái này các bạn làm càng nhỏ thì là càng tốt, nhưng mà đừng nhỏ quá nha. <laughs> đừng nhỏ quá, nhỏ quá thì nó mờ. Ok. Uh, cứ để, cứ để 720 mươi là mình thấy ổn nhất <laughs> Còn um, Cái uh, FPS Nó gọi là... Um, đâu? PFS chứ <laughs> um, Có nghĩa là hình trên dây Thì thường trung bình mình để 60 là ổn Để 60 là ổn tại vì uh, Thật sự mà nói 30 nó cũng chạy được rồi nhưng mà Chưa biết được đường truyền của các bạn ra sao để Ờ, như ở mình bên mình là mình để 60 cho tới 120 nhưng mà nó cũng phải tùy theo cái webcam nó chịu nổi hay không nữa đó cho nên chúng mình các bạn cứ để để 60 nha OBS thì nó cho 60 thôi chứ mấy chỗ khác nó cho 120 luôn không biết là các bạn có nhìn thấy mờ mờ ở đây 120 không là cái đó hình trên dây nghe okay. thì hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn nhìn thấy cho các bạn nhìn thấy để mà các bạn uh, coi kiểm tra lại cái OBS của các bạn tại sao nó bị giật tại sao nó bị chậm rồi cộng thêm mấy cái effect như như mới nãy mình cũng nói đó okay, mấy cái filter mấy cái effect cho hình ảnh nha yeah. uh, đâu rồi đây. đó có những cái nó bị giật nó bị chậm đi nếu mà uh, nó nhiều quá nó nhiều quá cả màn hình chịu không nổi nhưng mình ở đây mình có thể mở một lúc nhiều nơi khác nhau OK, bên này Manicam thì nó là original mình đang dùng nó để chiếu cái này, okay. chiếu bên cái cái you uh, Cam đó. Rồi ngoài ra mình còn uh, sử dụng nó để mà mình đăng uh, record lại cái cái video này, cái tutorial uh, video này. OK, những cái chương trình này á mình nói ví dụ mình có thể chia sẻ, tại vì mình thật sự mà nói không có thích màu mè, mình chỉ muốn xài cái gì cũng là original hết chưa làm chuyển đổi màu sắc màu mè này nọ đó nó không phải là thật nữa nó không phải là mình nữa nhưng mà ok phụ nữ thì rất là thích cái này mình uh, dĩ nhiên mình không biết kiến cái coi gì hết <laughs> rất là thích cho nên uh, huy sẵn sàng huy chia sẻ nhưng mà những cái file này nó rất là lớn nếu mà ai uh, xài windows có thể liên lạc pm để mà huy qua team view huy send những cái này đã được update mới lại hết ok những cái này đã được update mới cho nên uh, ok hết ok luôn có obs mình không có xài mình không có thích Đó, những cái này mình không có thích mình dùng để live stream thì uh, để họ là để thu hình thì mình mới xài đến thôi chứ thật sự mà nói setup là chỉ để chia sẻ mình setup mình để chia sẻ với cả nhà mình thôi chứ không phải là mình setup là mình uh, xài chắc các uh, các bạn ai cũng để ý là mình uh, <laughs> lúc nào mình cũng thật hết, cho dù ở đằng sau nó bê bối ra sao, ví dụ như cái background của mình, thì tại vì cái đó là công việc của mình, đó, cho nên uh, cho nhiều người uh, cũng có nêu ý kiến là nên uh, nên tôn trọng lúc livestream nhưng mà thật sự mà nói uh, mấy cái này là mấy cái mà mình chia sẻ, mình giúp đỡ, với lại mình uh, tìm người cùng cái đam mê, uh, cho nên uh, những cái đó mình không có quan tâm, mình không có quan tâm. Ok. <laughs> cái video này coi như là xong nha mình uh, hy vọng là các bạn uh, thích cái kiểu này rồi uh, có gì cứ liên lạc cứ uh, xem xong một là viết trong youtube hay là viết trong uh, facebook cho mình bất cứ gì nào ok mình nhận được thì uh, ai cảm thấy là chất lượng máy chức, chức năng của máy có thể sai uh, được những chương trình này hay là những cái software nhưng mà huy uh, nhắc nhắc lại Huy không có xây Mac, cho nên tất cả những cái chương trình này là đều là của Windows hết. Right? OK, hôm nay không để cái background màu đen mà là để cái là hình Windows sẽ cho cả nhà mình nhìn thấy nha. <laughs> OK, thôi Huy xin ngừng cái video tại đây. Chào cả nhà, hẹn cả uh, nhà lại trong video khác.